Xin chào tất cả mọi người, mình Phước Sửu. Mình là Amy Trúc. Hai chị em nhà mình hôm nay là có một buổi sáng rất là đẹp và được vào Thủ Thiêm và đang ngồi tại Helen Coffee. Và hôm nay hai chị em tụi mình sẽ review cho quý anh chị một số sản phẩm tại Thủ Thiêm, những bất động sản đang xây dựng, chào bán và đang triển khai sắp tới trong năm 2023 này nhé. Xin chào mọi người. Ở đây chúng ta đang ngồi ở Helen Coffee, một cái thuộc dự án Metropole. Thì ở phía bên kia đường hiện tại đang xây dựng, mình thấy tòa nhà đang xây dựng đây là dự án The Opera cũng của Metropole giai đoạn 2. Và hiện tại thì Metropole sẽ phía sau của The Opera thì có tòa Opus, dự án Opus cũng đang hiện tại cũng đang mở bán. Và ở phía sau của đi cái đường vòng cung phía sau đi tới nữa thì mình sẽ có dự án Chai River Thủ Thiêm. Chị Amy Trúc ơi, cho Phước Sửu hỏi là dự án Chai River Thủ Thiêm đã mở bán giai đoạn nào rồi, và hiện tại sắp tới là trong cái đợt tới thì Chai River Thủ Thiêm có mở bán đợt tới nữa hay không? Thì Chai River Thủ Thiêm mình đã mở bán giai đoạn 1 rồi. Và sắp tới dự kiến là trong quý 1 họ sẽ bắt đầu mở bán giai đoạn 2 những sản phẩm còn lại. Đây là sản phẩm của chủ đầu tư GS Hàn Quốc. Thì như cái tiến độ Laycam, Phước Sửu đang bay Laycam thì căn hộ này nó hiện tại đang xây dựng tới tầng 15 rồi, 15, 16 rồi không? 15, 16 rồi. Thì cho em hỏi sơ qua là sắp tới là những cái sản phẩm nào sẽ triển khai mở bán trong đợt này? Thì sắp tới là chủ đầu tư sẽ triển khai các cái loại căn từ 1, 2, 3, 4 phòng ngủ và duplex. Và đợt này cái tầm view của cái tòa nó có đẹp hay không và nó nhìn về hướng nào hả vậy chị? Đặc biệt thì cái đợt trước là mình sẽ bán tòa T1, và đợt này thì mình bán tòa T2. Tòa T2 thì này, cái view này nó khá là thoáng, có view về sông Sài Gòn, Landmark 81 và có view về Hồ Trung Tâm. Thì có tại tại Thủ Thiêm này chị ạ. Thì hiện tại có một cái trung tâm thương mại gọi là đang triển khai, gọi là đưa vào hoạt động và kinh doanh buôn bán. Thì được hình thành khi nào và đang triển khai và thì có nhiều khách hàng đến mua sắm hay không? Thì hiện tại cái dự án Chai River Thủ Thiêm của mình nó nằm ở trên cái trục đường hai mặt tiền Nguyễn Cơ Thạch và đường đại lộ Vòng Cung. Thì cái đường Nguyễn Cơ Thạch này mình đi xuống một xíu khoảng 1 km thôi thì sẽ có cái Thisomon, đó là cái trung tâm thương mại và tòa nhà văn phòng mà mới khai trương vào năm cuối năm ngoái. Thì ở đây sẽ có siêu thị E-Mart nè, có các cái thương hiệu F&B rất là nổi tiếng, ví dụ như Starbucks, Pizza Forbi, Paris Baguette. Bánh, tiệm bánh mì Paris Baguette và các tiệm cà phê ví dụ như là Phúc Long, Coffee Bean rất là nhiều. Và có cái ở dưới tầng hầm thì nó ở dưới tầng chỗ mà E-Mart sẽ có cái khu vui chơi cho trẻ em này kia. Thì mình thấy là hiện tại khu này họ rất là thu hút các cái gia đình để mà đưa con tới đây nè, đi siêu thị nè, rồi cho con vui chơi đây, rồi ăn uống đây. Nói chung là khu này sẽ là một cái khu sầm út trong tương lai, bởi vì ở đây có nhân viên văn phòng cũng rất là nhiều. Đúng rồi. Thì chung quanh họ sẽ có những cái nhà hàng sẽ mọc ra rất là nhiều. Đúng rồi. Trước đây thì tầm cách đây khoảng nửa năm thôi, Phước Sửu quay lại cái khu gọi là bán đảo Thủ Thiêm này thì gọi là tình hình đó là vào ở của những cái khu này cũng khá thưa thớt, rất là nhiều shop house còn trống. Nhưng mà cuối năm 2022 và đầu năm 2023 thì khai trương cái E-Mart và một số cái những cái cửa hàng gọi là shop house trên chỗ trục Sala thì giúp cho cái khu của bán đảo Thủ Thiêm này trở nên gọi là sầm uất, phải không chị? Đúng rồi. Rất là nhiều cái tiện ích và chị có thể điểm qua một vài cái tiện ích mà khi mà mình dạo chơi hay là mua sắm tại bán đảo Thủ Thiêm này được không? Thì hiện tại thì khu Thủ Thiêm này ở có hai ba dự án đã hình thành và có cư dân vào ở, đó là The Galleria của thuộc dự án Metropole, The River và Empire City. Empire City đó là ba dự án mà đã có cư dân vào ở. Thì ở khối đế của những cái dự án này thì mình sẽ thấy là có các cái nhà hàng, ví dụ như ở đây là Highland, rồi ở phía dưới tầng trệt sẽ có một cái quán hình như là quán Trung Quốc, chị thấy là bán kiểu đồ hoa, dim sum đó. Rồi ở phía bên The River mình cũng sẽ thấy là ở trong cái khu tiện ích của họ thì họ cũng có quán cà phê.
quán cà phê và ăn nhẹ, ăn sáng. Rồi khi mà mình từ đường Nguyễn Cơ Thạch mình đi thẳng xuống thì mình như hồi nãy mình nói là có cái Hisomo đó. Bây giờ nó cũng khá là đầy đủ, có thể gọi là phục vụ cái nhu cầu thiết yếu và cơ bản của mọi người. Rồi, cảm ơn chị em Mi Trúc rất là nhiều. Để có thêm nhiều cái thông tin hơn về những cái sản phẩm tại Thủ Thiêm, và đặc biệt những cái thông tin sắp tới của dự án Zion River Thủ Thiêm giai đoạn 2, thì quý anh chị inbox cho Phước Sửu hoặc là em Mi Trúc với số hotline bên dưới để cập nhật nhiều cái thông tin mới nhất và tiến độ thi công, và sắp tới là cái chính sách mở bán mới nhất của dự án này nhé. Okay. Rồi, xin chào và hẹn gặp lại.